Các nhìn thấy không? Nó rất là hợp với cái bàn máy tính luôn, rất là gọn gàng luôn. Đó, bạn nhìn thấy nhá, cực kỳ gọn gàng luôn. Đó, chỉ như này thôi. Cái màn hình này của em là cái màn hình 27 inch, còn nếu mà cái màn hình 24 inch thì em nghĩ chắc là nó sẽ vừa khui luôn. Và xin chào các bác nhá. Đó, máy tính thì ngon lành rồi, lắp ngon lành rồi. Đây cái màn hình em mua cái màn hình Hucon này qua hơn 2 triệu thôi, 27 inch cong. Và cũng chỉ có cái chiếc tai nghe cùi cùi này để nghe nhạc cũng như là dựng phim thì thấy cũng khá là bí. Thôi bây giờ em lại đi mua một cái loa. Em thì em thích loa vi tính, nhưng mà cái dạng loa mà 2.1 ở ngoài nó bán đầy ấy, thì em không thích lắm. Em thích một chiếc loa số 3, giống chiếc loa TV em đang dùng này. À, giống chiếc loa TV em đang dùng nha. Một chiếc loa số 3 rất là đẹp của Samsung. Và em mua chiếc máy vi tính này của em sẽ dùng một chiếc loa cũng như vậy, nhưng mà chiếc loa Samsung này em mua hơn triệu thôi. Còn chiếc máy vi tính này em chỉ mua chiếc loa vài trăm nghìn thôi. Thế nên là em đã lên Shopee và em lần mua và em đã tìm thấy cái này. Đây, hôm nay nó về nhá. À, các bạn ạ. Đó. Một chiếc loa số 3 của Trung Quốc. À, các bạn nhìn thấy nhá. À, loa số 3 có tên là SVGL28. Nó cái này nó gồm có 4 loa, có hỗ trợ cả Bluetooth luôn. Trên cái thanh loa nó có 4 loa, nó dài tầm này này. Đây, cái đóng gói này của Trung Quốc nó giá này thôi. Tổng thiệt hại em mua là cả tiền vận chuyển là 473.000 nhá. Rất là rẻ. Và không biết chất lượng như nào em chưa mở ra xem. Nhưng mà các bạn nhìn đây, đóng gói là một cái túi màu xám quen thuộc của Trung Quốc và em sờ như nó không có hộp, nó chỉ có loa bên trong không thôi, mà không biết là phụ kiện của nó là như thế nào. Nó cũng khá là giống một chiếc loa số 3 của Samsung kìa, bởi vì nó có Bluetooth này, có nhiều kết nối. Thì bây giờ em sẽ bóc hộp cho các bạn xem thử cái loa như nào luôn nhá. Ok, các bạn chờ em chút nào. À, bây giờ sẽ xé ra nhá. Cái túi ở Shopee Trung Quốc thường thường nó rất là quen thuộc như này thôi. À, khá là khờ hợp. Cái này em tính rồi, em tính em mua cái này là phiên bản là 55 cm, bởi vì nó sẽ để vào cái màn hình kia sẽ rất là đẹp. À, nhưng mà nó không có hộp, thế là hơi lạ, mình không biết là của hãng gì luôn. Đóng gói thì không có hộp kèm theo. Này, chỉ có như thế này thôi này. Đây, chỉ có một cái túi như này. À, có dây AV này. Đấy, mở lên xem như nào nhá. Rất đơn giản thôi. Cái này có lẽ là ở xưởng ở Trung Quốc đóng, chứ không phải là hàng chính hãng gì cả. Đây, lại xé này ra. À, phụ kiện đây. Phụ kiện thì nó chỉ có một cái hướng dẫn sử dụng, tên mã là BS28 này. Đó. Một sợi dây 3.5 ra AV. Và dây 3.5 ra AV nhá. Một sợi dây 3.5 3.5 cái này để dùng cho máy vi tính này. Và đây là dây nguồn với cổng là micro USB. Cổng này cũng không phải Type C. À, chúng ta đây. Đấy, không có hộp thiết gì cả, không có thương hiệu gì luôn. Nhưng mà rất là đẹp. Ở trên mạng thì em thấy nó khá là to và dày, nhưng mà thực tế thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. À, rất là vừa vặn đấy, các bạn nhìn nha. Wow. Rất là gọn gàng và đẹp luôn. Đó, như cái màn hình máy tính này. Đó. Bác còn xem như nào nhá. À, cầm tương đối là nhẹ chứ không nặng. Đây nhá. Đó, nhìn có một lớp sơn, thực sự là có một cái lớp sơn rất bóng rất đẹp luôn. Em thấy là cái lớp sơn này cảm giác là sản phẩm rất là cao cấp luôn, cầm trên tay thì cũng khá là chắc chắn, mặc dù nó không nặng, như những chiếc loa số 3 loại mà nhiều tiền, nhưng mà cũng rất là chắc chắn luôn các bác nhé. À, thiết kế của nó các bác nhìn này cũng rất là đẹp luôn đó, mọi người nhá. Đấy. Mặt đằng trước này thì nó sẽ có 4 loa, về đây là em mua cái sản phẩm full size cho cái mã này, có nghĩa là nó sẽ có 4 loa đấy, các bác nhìn nhá. Một loa này, hai loa này, ba loa và bốn loa. Phía bên này là nó sẽ có những cái màng cộng hưởng ở phía trong để tạo ra cảm giác ập mát, cảm giác sub nó sẽ rất là tốt. Đó, đây này. Thì ở mặt trên này các bác nhìn thấy nhá, đây là mặt trên của nó này, nó sẽ có những cái phím điều khiển. Đây là phím nguồn nhá, cố gắng nguồn nào. Đây là một sản phẩm đó, là có tích hợp pin có thể di chuyển được. Đó, vừa bật lên là sẽ báo là chúng ta kết nối Bluetooth bằng tiếng Anh luôn. Hoàn toàn anh luôn. Đây là điều chỉnh cổng vào này. À, có cả đài nhá. Đó, có cả đài FM, đài FM luôn. Ok, thẻ nhớ vào USB này.
Video mode lại radio này, Bluetooth này. Hiện tại nếu mà không có kết nối nào thì chúng ta có thể nghe được radio và có thể là kết nối Bluetooth. Đó, nhìn nhanh nhé. Đây là phím chỉnh to nhỏ. Đó, phía trên là điều khiển này. Phía sau này là bộ kết nối rất là cơ bản và đơn giản ở đây. Đó, có cổng kết nối nguồn là micro USB. Em có nghĩ là sản phẩm này là nó không có pin thích hợp, nó chỉ có cắm vào máy tính để nghe thôi. Nhưng sản phẩm này là có thể di chuyển được, có cả pin thích hợp luôn. Rất là hay đấy. Phía này là có cổng 3.5 để cho các bác có thể cắm vào máy tính, cắm vào những thiết bị như là điện thoại, các thứ được. Phía này là có cổng kết nối thẻ nhớ micro SD để cho chúng ta có thể nghe nhạc MP3. Đây là cổng USB để cắm USB nghe nhạc MP3 vào đây luôn. Đây là một sản phẩm loa Bluetooth có thể di chuyển được, cũng giống như là chiếc loa LG X-Bomb mà em đã từng review ấy. Đó, em rất là nhiều loa Bluetooth. Và đây là một sản phẩm em mua về là dùng cho máy tính thì cũng là loa Bluetooth luôn. Tất nhiên là em sẽ không dùng di chuyển làm gì cả, bởi vì là cái sản phẩm em mua riêng cho chiếc máy tính mà em đã dựng lên như này, đúng không? Chứ em không phải là dùng cho việc mà di chuyển để chơi bời. Bây giờ em sẽ cắm vào máy tính và chơi thử xem chất lượng âm thanh sẽ như nào nhá. Đó, thì tất nhiên là chúng ta cũng sẽ cắm cái nguồn vào đây và sau đó cắm vào cổng USB máy tính để lấy nguồn rồi. Cổng này là sẽ cắm cổng 3.5 để kết nối vào máy tính, thì em sẽ để ở phía trên nhé. Dây 3.5 của nó rất là ngắn. Dây 3.5 của nó thì thực sự là rất là ngắn. Dây nguồn cũng vậy, ngắn ạ. Thế nên là em sẽ không dùng. Và em sẽ dùng dây khác, dây ngoài, dây điện thoại để cho nó dài thôi. Đấy, dây 3.5 có tí ti này này. Mà dây rất là lớn luôn. Em không dùng cái này đâu, em sẽ dùng cái khác. Đây các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn đâu. Khi em lắp và dây các thứ cắm vào máy tính cũng như là màn hình ấy, thì bây giờ là em để em dùng cái băng dính xốp và em dán cố định này. Đó, các bạn nhìn đâu, cố định ấy. Thì các bạn nhìn đâu, nó rất là hợp với cái bàn máy tính luôn, rất là gọn gàng luôn. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, cực kỳ gọn gàng luôn. Đó, chỉ như này thôi. Cái màn hình này của em là cái màn hình 27 inch, còn nếu mà các mình 24 inch thì em nghĩ chắc là nó sẽ vừa khui luôn. Nó 27 inch thì nó sẽ la sẽ thiếu một chút là như này, nhưng không sao, nhìn nó vẫn rất là đẹp. Và bây giờ em thử mở nhạc xem thế nào nhá. Đó, khi cắm cả nguồn vào thì nó sẽ nháy nháy như này. Chứ bình thường nếu không cắm nguồn vào thì nó sẽ chỉ nháy màu xanh thôi, nó không có màu đỏ nữa. Đó, thử mở bản nhạc nào đó nhỉ. Xem có bản remix được không nào. Trong này em đã không có bản remix nào rồi. Đó. À này, đây là bản này. Chúng ta dùng bàn phím hoặc chúng ta dùng máy tính thôi. Chứ còn trên chiếc loa này thì chúng ta nghe bằng chế độ cắm lồng chất nhôm chế độ ống ấy, thì chúng ta sẽ không chịu thay được nhé. Những đầu đời cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa. Một vòng tròn thế giới nhặt lên tình vỡ đôi. Bàn tay gió ta mơ đêm buồn. Chiếc nhẫn ngày xưa tâm trả bạch cầu. Quên đi tài nguyện đời còn tay nhau. Thực sự là chất lượng âm thanh thì em bảo thằng các bác là chỉ ở mức có âm thanh thôi. Có nghĩa là tất cả những âm thanh, những bản nhạc, những âm bass hay là những cái âm chi tiết ở nhạc thì nó gần như là nó chỉ phát ở 4 loa thôi. Chứ nó không có cái gì mà nó gọi là cái chất âm của nó không phải là thuộc dạng đẳng cấp cho lắm. Mặc dù là với giá rất là khoảng hơn 400 thì thực ra nếu mà các bạn mua một chiếc loa mà 2.1 mà có cái loa bass riêng và hai loa hai bên ấy thì em nghĩ là sẽ nghe hay hơn chiếc loa này rất là nhiều, bởi vì âm bass ở chiếc loa nó không tới và âm thanh chiếc loa này cũng phải là hay. Nói thật với các bác là mua cái này cũng vì là nó đẹp các bác nhé. Mua này thì nó cũng khá là đẹp để vào cũng rất là đẹp và đủ để cho mình có thể là làm cái phần mềm dựng video bình thường.
Chứ còn nếu mà để mà chơi nhà nhà hay ấy, thì thực sự là em thấy cái này nó không xứng đáng đâu. Đó, thì em mua về em review sơ qua thôi, chỉ vì nó đẹp thì em mua thôi. Chứ còn nếu mà thực sự là nếu mà các bác muốn để nghe nhạc chứ nó hay cùng cái máy tính của mình như thì các bác nên mua chiếc loa với chất lượng tốt hơn một chút, hoặc là nếu mà với giá tiền là 400.000 thì các bác có thể mua chiếc loa 2.1 bình thường ở 20 tử ấy thì em nghĩ là hay hơn. Chứ còn nếu mua chiếc loa này cho đẹp thôi nhá. Tiếp làm clip này cũng chỉ để giới thiệu sơ qua cái chiếc loa đẹp mắt này thôi. Còn các bác xem mà thấy hay như nào thì các bác cứ chia sẻ mọi người cùng xem nhá. Các bác có quyết định mua hay không thì theo em thì không nên. Còn các bác thích thì các bác cứ mua cũng được. Đó, thì có xem thấy hay các bác cứ cho em một like và subscribe kênh YouTube của em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác.